sau khi xem xét họ nhận thấy rằng tên tiểu tử này chính là người đã bắn mũi tên vào họ tuy nhiên không thấy anh ta làm sao cả chứng tỏ kẻ này rất nguy hiểm tên cầm cung cũng lên tiếng xin lỗi mặc dù lời xin lỗi không thật lòng và nói sẽ không có lần sau tên tóc vàng nhận ra rằng trước mặt anh là một chiến binh khô lâu phát ra sức mạnh thật đáng sợ anh ta cũng nhận ra đó là bản chất của hệ bất tử chỉ những tội phạm tiềm ẩn mới sở hữu loại chức nghiệp ghê tởm như thế này tên gia hỏa này chắc chắn không phải điều tốt lành Tên cầm cung nhanh chóng kéo đồng đội rời đi và cảnh báo đừng làm phiền tên này. Nhìn hình bóng của hai tên kia, anh cảm thán rằng các ngươi may mắn, nếu như có cố gắng động thủ, chắc chắn sẽ trả giá gấp trăm lần sau khi lên cấp 10. Đội ngũ xương khô làm việc rất bậy bạ, nhưng lượng kinh nghiệm dường như thay đổi rất ít sau khi đạt tới cấp 10. Lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp giảm đi hơn 3 lần, tính ra phải giết 5,000 con yêu tinh mới đủ để lên cấp. E rằng, kể cả chiến binh khô lâu không biết mệt mỏi, mỗi phát chém là tiêu diệt được một con, thì trong vòng tối hôm nay cũng không thể lên cấp 11. Thời gian trong phố chỉ có 12 tiếng, năm học lúc này cũng nhận ra rằng, với tình trạng như vậy, thời gian khi trở về cũng không thay đổi là mấy. Anh muốn thi vào học viện Hạ Kinh nhất định phải cố gắng hơn người khác. Sau một buổi chiều chiến đấu, lúc này màn đêm dần buông xuống, anh ngồi cạnh đống lửa, lẩm bẩm xem xét dựa vào tốc độ thăng cấp. Hiện tại, ngày mai sẽ đạt đến cấp 13, còn ngày kia có thể lên cấp 15 hay không thì chưa biết, vì sao cấp 15 tốc độ thăng cấp sẽ giảm xuống lại phải dành ra một ngày để trở về, tính như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể lên cấp 16. Khi xưa, sao chị lại thăng cấp nhanh như vậy được nhỉ? Mặc dù chức nghiệp của chị chỉ là kiếm nhẫn vui giả cấp truyền thuyết, nhưng tốc độ tăng cấp cũng không thể nào hơn mình. Trong khi mình sở hữu một đội ngũ xương khô, mình có thể tự tin về tốc độ tiêu diệt quái vật nhanh hơn bất kỳ ai, nhất định có chỗ nào mình đã bỏ lỡ chăng? Chẳng lẽ nói đến đây anh mới nhớ ra phó bản vùng mỏ tay hại sao thế nào chị và đồng đội đã vào phó bản cấp ác mộng để nhận được nhiều kinh nghiệm hơn. Vậy là lần đó, khi trở về, chị đã bị thương rất nặng. Có lẽ bản thân anh đoán đúng, ngày mai nhất định phải đi xem thử có bản này. Đột nhiên, quạ trên bầu trời vang vọng từ sâu trong bóng tối, xuất hiện một bàn chân chiến binh xương khô. Lúc này, tên cũng cảnh giác chuẩn bị lao tới mặt nữa. Lúc này, anh chỉ nghĩ đó chỉ là một chức nghiệp giả đến đây để luyện cấp, nhưng mà người nửa đêm đến đây luyện cấp cũng không hề nhiều chẳng lẽ nào là lạc đường một cô gái nhỏ nhắn trên miệng bịt khẩu trang tiến tới hỏi có gì ăn không cho tôi với lâm mặc ngữ lúc này cũng sững người mới nhớ ra đó chính là cô gái mà chiều nay mình gặp phải với trai thì còn có thể từ chối nhưng con gái mà đã hỏi thì kiểu gì cũng phải giúp anh nhanh chóng đưa cho cô bé một củ khoai lang sau khi cởi khẩu trang nhìn cô bé này cũng rất xinh xắn với màu tóc hồng bạch kim và đôi mắt màu đỏ trông rất là cá tính sau khi nhận được củ khoai cô gái ăn như hổ đói không biết ngại ngùng là gì đến mức mắc nghẹn khó thở anh cũng ân cần đưa cho cô ấy một chai nước sau khi uống xong cô ta cảm ơn anh và hỏi cậu tên là gì với tính cách của mình anh chỉ nhìn một cái và không trả lời cô gái này cũng rất tinh ý khi biết anh là người không thích nói chuyện nên cô ta gợi ý dùng thuật thám chắc để biết thông tin về nhau hai người lúc này cũng sử dụng thuật thám chắc để dò thông tin nhưng mà không nhận được bất kỳ tin tức nào từ cô gái này cô gái dường như biết sau khi nhìn thấy biểu cảm của anh cũng nói có phải không thấy gì được đúng không mọi danh tính của anh lúc này cũng bị cô phát hiện, hóa ra cậu tên là Lâm Mặc Ngữ, cấp 10 chức nghiệp là từ linh sư. Sao tôi chưa từng nghe qua chức nghiệp này bao giờ, cô gái tỏ ra kỳ lạ, lúc buổi chiều, tôi có thấy khô lâu bên cạnh cậu đó là thú mà cậu triệu hồi ra, phải không? Vật triệu hồi ra được hệ bất tử là cực kỳ hiếm thấy đó. Sao cậu không nói chuyện vậy, đừng nói là cậu bị câm đấy nhé, nhìn dáng vẻ, cô cũng không nhận ra, lúc này anh cũng chỉ hỏi vì sao cô gái sau khi nghe được anh nói chuyện thì cũng vui như đón Tết thì ra là cậu biết nói chuyện à. Câu hỏi vì sao thuật thám chắc lại mất hiệu lực hả? Bởi vì cái này trên tay cô lúc này cầm ra một huy chương màu vàng có dấu X. Cô giải thích rằng đây là huy chương ngăn trở chỉ cần đeo nó người có đẳng cấp không vượt quá cậu 10 cấp sử dụng thuật thám chắc với cậu đều mất hiệu lực. Giải thích xong, cô nên sử dụng tấm phù và nói, bây giờ cậu thử dùng thuật thám chắc lại với tôi xem. Lâm Mặc Ngữ cũng nhanh chóng sử dụng và biết được danh tính của cô là Linh Y Y chức nghiệp thích khách bóng đêm cấp 19. Đang nói chuyện vui vẻ, thì đột nhiên anh nhận được thông báo có động tĩnh từ đằng sau. Thì ra, Khô Lâu đã phát hiện ra ba tin mà chiều nay muốn truy sát cô gái này. Bọn họ ở đây là muốn tiêu diệt, tiêu diệt bọn mình hay sao? Y, y lúc này cũng đứng lên nói, mấy tên này vẫn chưa thôi cơ à? Không phải chỉ là quyền trục kỹ năng trung cấp thôi sao? Đuổi theo bổn cô nương mấy ngày rồi, còn chưa từ bỏ. Đúng thật là rùi nhặng, mà tôi đi đây sau này có cơ hội lại tìm cậu chơi. Vừa nói dứt câu, một mũi tên bay về vận tốc cực mạnh được bắn từ đằng sau. Với bản năng sát thủ của mình, cô cũng nhận ra nguy hiểm và may mắn né được đòn đó. Khi mũi tên bắn trượt qua cô và chúng xuống dưới đất, nó tạo ra một vòng tròn đỏ và đánh dấu lên hai người. Thì ra, đó chính là mũi tên đánh dấu của tên xạ thủ lần này. Hai người gặp phiền phức rồi, mặc nữ lúc này cũng nhận ra được kỹ năng ẩn ngược của tên cung thủ đó có thể đánh dấu mục tiêu. Làm cho mục tiêu trở nên rõ ràng, lại không có cách nào tiến vào trạng thái ẩn thân kỹ năng này đúng là chuyên dùng để khắc chế chức nghiệp thích khách trong khi chỉ có thích khách với một loài quái vật có thể ẩn thân xem ra bọn chúng đã có chuẩn bị trước khi tới đây tên tóc vàng cũng tiến lại gần hai người với vẻ mặt đắc ý nói rằng lần này ngươi sẽ không chạy thoát khỏi bọn ta đâu bọn chúng chia ra bao vây hai người một tên cung thủ thì đứng ở trên cao để quan sát còn tên pháp sư và chiến binh thì chặn đường tên tóc vàng lúc này cũng dương dương tự đắc mà nói ta biết ngay mà các ngươi đúng là cùng một hội thích khách hàng như chuột chuỗi kết hợp với triệu hoán sư vật bất tử âm thật là xảo trá nhưng ngược lại nhìn hai người có vẻ đẹp đôi đó y y lúc này cũng nói rằng cậu ấy không liên quan đến chuyện này ta đưa quyển trục kỹ năng cho các ngươi chúng ta đường ai nấy đi tên xạ thủ lúc này hắn ta cũng nói nếu như là một ngày trước thì đương nhiên không thành vấn đề nhưng bây giờ bọn ta cảm thấy giết được ngươi sẽ an toàn hơn người chết vĩnh viễn im lặng chỉ như vậy mới không ai biết bọn ta có quyền trục kỹ năng trung cấp y y nhận thấy lâm mặc ngữ chỉ có cấp 10, không thể để chuyện cổ mình liên lụy tới anh cô nói với anh rằng một lát nữa tôi sẽ dụ bọn họ đi cậu tự mình chạy trước vậy còn cô thì sao tôi là thích khách bóng đêm màn đêm mới là sân nhà của tôi đương nhiên là tôi sẽ có cách thoát thân bản thân anh lúc này cũng nghĩ rằng nếu như cô gái này có thể đánh bại bọn chúng thì ban ngày đâu đến mức phải bỏ chạy như vậy rõ ràng là thực lực của đối phương mạnh hơn cô ta rất nhiều hưởng chi bây giờ mũi tên còn đánh dấu như thế này thì kỹ năng ẩn thân cũng mất hiệu lực Đối với một thích khách không có kỹ năng ẩn thân thì đồng nghĩa với việc mất đi 50% sức mạnh. Bọn chúng lúc này cũng không để cho hai người có cơ hội bàn chiến thuật. Đêm dài lắm, mộng đừng phí thời gian nữa, mọi người ra tay. Trên tóc vàng lúc này cũng bung quyền trượng lên, sử dụng ra một ánh hào quang. Hôm nay không chỉ ngươi phải chết, mà tiểu gia hỏa kia cũng phải. Kéo theo kỹ năng thuật chiếu sáng, ánh sáng lúc này cũng soi dọi cả một vùng thuận chiều. Sáng này không chỉ dùng để chiếu sáng thông thường, mà còn có thể xua đuổi bóng tối gia tăng tỷ lệ bắn trúng của xạ thủ, quan trọng nhất, thuật chiếu sáng cũng là khắc chế kỹ năng loại ẩn thân của thích khách. Lần này, người chết không thể nghi ngờ, y y biết mình đang bị rơi ở thế hạ phong, không còn cách nào khác đành phải liều mạng với bọn chúng. Ba tên kia lúc này cũng sẵn sàng tư thế tấn công để lao vào chiến đấu mật ngữ. Sau khi nhìn bọn này khoa tay mù mép thì cũng bắt đầu xuất chiêu. Anh triệu hồi một lính xương khô, tên tóc vàng sau khi nhìn thấy thì khinh bỉ thật là lãng phí sức lực vật triệu hoán hệ bất tử thật sự làm cho người ta buồn nôn, hãy xem thuật đại hỏa cầu của ta đây. Đó là kỹ năng của pháp sư cấp 20, xem ta theo ngươi thành cho bụi. Nói dứt lời, hắn ta niệm chú trên cây gậy, cũng bắt đầu hình thành một hỏa cầu to lớn và được bay thẳng tới chỗ anh. Y y lúc này thấy vậy, cũng nhanh chóng kéo anh chạy trốn, đột nhiên, bản thân cô bị sững lại. Cô phát hiện ra rằng dưới chân mình có một sợi dây màu trắng đang hạn chế hành động của cô. Thì ra, đó là sợi tinh thần lực, cô tự hỏi không biết là lúc nào mà nó đã trói mình lại. Rồi thì ra, đó là chiêu trò của tên cung thủ, hắn ta cười đắc chí và phóng ra ba mũi tên, hãy thưởng thức mũi tên gấp ba lần công kích của ta. Có thể tạo thành xem trước mắt. Y y lúc này là ba mũi tên phóng với tốc độ cực nhanh đang chuyển tới cô, không kịp suy nghĩ, chỉ kịp đẩy mặc ngữ ra để tránh tình thế hiện tại. Bây giờ, phía trước là đại họa cầu, phía sau là ba mũi tên sát lực. Trong giây phút này, cô tự nghĩ rằng chẳng lẽ bản thân phải mất mạng ở đây sao? Đột nhiên, hai luồng phát khí được bao quanh cô xuất hiện đó là hai chiến binh xương quỷ dị đứng đằng trước và sau một con thì chắn đại hoàng cầu một con thì dùng thanh kiếm của mình chặn lại mũi tên hai chiêu thức này dường như không xuyên thủng được bọn chúng còn tên chiến sĩ cũng đang bận chống trả lại đòn công kích của một con xương khô còn lại chỉ một cú quyết nhé cũng đã khiến hắn ta phải bay ra sau khi chịu đòn tấn công hỏa cầu kia con lính xương khô dần dần tiến tới chỗ tên tóc vàng mà trên người không một chút thương tích hắn ta lúc này cũng cảm thấy sợ hãi và nói rằng cái này sao có thể Thuật thám chắc cho thấy rõ ràng tên tiểu tử kia chỉ là tử linh sư cấp 10 thôi mà. Thứ mà hắn triệu hồi đâu có thể mạnh hơn ta được. Bản thân ta là pháp sư cấp 21, hắn ta chỉ có cấp 10 sao có thể giết được ta. Lúc này, con xưng hô cũng càng ngày càng tiến gần hai tên còn lại, cũng đủ mồ hôi lạnh. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, kỹ năng của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng với mấy vật triệu hồi đó. Tại sao giá trị thuộc tính của vật triệu hồi lại mạnh như vậy? Vừa mới thắc mắc xong, thì xung quanh chúng bắt đầu xuất hiện những đốm sáng lửa màu xanh bập bùng, dường như ai đó đang triệu hồi thứ gì đó. Khi ánh trăng soi dọi, thì lúc này hàng loạt lính xương cũng bắt đầu xuất hiện. Bọn chúng bắt đầu bao vây lại ba tên này, tình thế lúc này đang bị đảo ngược. Y, y lúc này, với vẻ mặt khó hiểu và sợ hãi, đó thực sự là chiến binh khô lâu mà ta từng thấy qua hay sao? Bọn chúng rõ ràng là không có một chỗ nào lành lặn, mà tại sao lại mạnh như vậy? Đây thực sự là vật triệu hồi của linh sư cấp 10 hay sao? Đến kỹ năng của pháp sư cấp 20 và cung thủ cũng không thể làm chúng bị thương được. Với lại, số lượng của bọn chúng cũng quá là nhiều. Mặc Ngữ lúc này cũng tiến gần tới chỗ của Y Y với ánh mắt sát thần. Anh cũng ra lệnh cho đám xương khô lao lên tấn công, không nhân nhượng. Tên tóc vàng pháp sư cũng triệu hồi khiên chắn trước sự tấn công như vũ bão của đám xương khô, nhưng chỉ với một đòn kiếm của một con đã phá vỡ sức phòng ngự của hắn sau khi lớp bảo vệ bị phá vỡ. Hắn ta cũng tung ra đòn át chủ bài, sử dụng pháp trượng của mình tạo thành một vòng bảo vệ bằng lửa, đẩy lùi đám xương khô lại. Hãy nếm thử sự lợi hại của tao, đi chưa kịp đắc ý thì lúc này hai con xương khô cũng phá vòng lửa lao tới. Tấn công hắn chỉ với một đòn lướt qua thân xác của tên này đã bị chém đứt thành ba khúc. Tên cung thủ còn lại cũng không dành ra chỉ mới vài giây khi tên pháp sư bị hạ. Đám xương khô đã đuổi sát tới hắn, trong khi thuộc tính linh hoạt của hắn tới tận một nghìn, nhưng cũng không thể nào chạy thoát khỏi đám khô lâu này. Dường như cả khu rừng này đều không có ngóc ngách nào có thể trốn thoát đâu đâu cũng là xương khô, chỉ có tên chiến binh còn lại sử dụng kỹ năng xung phong có thể ngăn chặn lại những đòn tấn công. Mặc ngữ cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy kỹ năng cực hạn phòng ngự, không ngờ tên kỵ sĩ này lại có thể nắm giữ kỹ năng đó. Đây là một trong những kỹ năng nòng cốt của kỵ sĩ. Trong thời gian ngắn, lực phòng ngự sẽ tăng rất mạnh. Kỵ sĩ cấp 20 thi triển kỹ năng này có thể chịu được công kích của pháp sư cấp 40. Mà kỵ sĩ nắm giữ cực hạn phòng ngự, so sánh với kỵ sĩ không nắm giữ kỹ năng này, giống như là loại chức nghiệp khác nhau. Tên kỵ sĩ sau một hồi chặn đòn thì cũng đổ mồ hôi hột khi thấy đám chiến binh xương khô lại khủng bố như vậy. Nếu biết sớm đã không tới, chỉ vì một cuộn kỹ năng trung cấp mà mất mạng, thật là không đáng mà. Lâm Mặc cũng ra lệnh cho đám xương khô sử dụng kỹ năng ngăn cho tên kỵ sĩ này không thể chạy trốn. Vì với tính cách của anh, một khi đã tiêu diệt thì phải giết sạch, không thể để lại mò gây hại nào. Toàn bộ những đám xương khô lúc này, sau khi nhận được lệnh, đều sử dụng kỹ năng cuồng bạo nhất, tích của mình. Kỹ năng này sát thương sẽ gây 200% lên mục tiêu bọn chúng lao tới chém liên hồi cuối cùng cũng phá vỡ được kỹ năng cực hạn phòng ngự tên kỵ sĩ cũng không thể ngờ tới đám triệu hồi này lại có thể sử dụng kỹ năng trong khi thực hạn phòng ngự của hắn chỉ có thể kéo dài được một phút nhưng càng chịu nhiều công kích thì thời gian sẽ càng bị rút ngắn đến hiện tại bây giờ là không thể chịu nổi được nữa thì kỹ năng của hắn bị ngắt thì rắn xương khô cũng lao tới hắn ta chỉ kịp chết trong sợ hãi lúc này cũng sững sờ khi nhìn thấy ba tên kia đều chết hết trong khi chàng trai trước mặt này còn không cần nhúc nhích ở thế giới này sau khi chức nghiệp giả chết đi, những thứ trong không gian lưu trữ của họ cũng bị rơi xuống. Sau khi xử lý được ba tin này, anh cũng muốn xem xem họ rơi ra những gì. Một phát triệu khải môn, cấp đồng thao, chỉ số tinh thần cộng 20, có thể gia tăng uy lực kỹ năng pháp sư 5%. Sau cấp 18, có thể dùng chiến cung khải ngôn, cấp đồng thao linh hoạt, cộng 20, có thể gia tăng uy lực kỹ năng bắn tên 5%. Sau cấp 18, có thể dùng lá chắn phải môn, cấp đồng thao, chất cộng 20, tăng 5% phòng ngự sau cấp 18 có thể dùng thanh kiếm khải ngôn cấp đồng thao sức mạnh cộng 10 thể chất cộng 10 gia tăng tấn công vật lý 5% yi -y lúc này cũng tiến tới và nói rằng mọi thứ ở đây đều là vũ khí rơi xuống trong phụ bản quân đoàn thú nhân khải môn đó là một phụ bản cấp 20 ngoài thành thiệu hải ba người đó hẳn là thường xuyên đánh phụ bản ở đó mặt mũi lúc này cũng thu hồi những vật phẩm này vào trong không gian của mình tuy những trang bị này vô dụng đối với anh nhưng bán đi thì có thể kiếm được chút tiền bất ngờ anh nhận được một quyển trục bằng giấy, thì ra đó là cuộn kỹ năng sơ cấp, có thể đạt được kỹ năng dưới cấp 20, xác suất có thể ra được kỹ năng đã từng học. Cuộn kỹ năng này giá trị đến 10.000 kim tệ, rất là đáng giá. Anh đang băn khoăn là bán hay là để dùng lại nhỉ? Yy cũng cho ý kiến rằng chắc là bản thân cậu chưa có cuộn kỹ năng sơ cấp nào đâu, vậy cậu có thể dùng nó, mặc dù xác suất đạt được lại kỹ năng đã từng có nhưng cũng có thể trúng được kỹ năng mới. Cô nhìn vẻ mặt của anh này. Cậu không định bán cuộn đó đi chứ? cậu thiếu tiền hay sao? Chỉ là một cuộn kỹ năng sơ cấp mà thôi, không đáng tiền đâu. Sau khi nhận được câu trả lời của Y Y, thì anh mới biết rằng cô ấy không coi trọng 10.000 kim tệ ra gì. Xem ra gia cảnh của cô gái này thật là bất phàm. Vậy dùng nó thế nào? Đơn giản thôi, cậu nắm lấy cuộn kỹ năng này nói một tiếng sử dụng là được. Anh cũng nghe theo và nói, nhưng không hề có chuyện gì xảy ra. Ôi, sao không phải như thế? Cậu nói không đủ lực lớn, cậu phải nói to mới sử dụng được. Với biểu cảm và hành động của cô gái này thì xem ra không thể sử dụng nó bằng khẩu hiệu như lãi được. Có lẽ phải sử dụng tinh thần mới sử dụng được cuộn kỹ năng này. Anh lập tức rót thử tinh thần lực vào bên trong cuộn giấy. Kỹ năng cũng phát sáng, y lúc này cũng ngạc nhiên. Tại sao cậu có thể phát hiện ra hay vậy? Tôi chỉ đang muốn trêu cậu một chút thôi mà, đúng thật là thất bại. Bản thông báo của anh lúc này hiện lên, bạn nhận được kỹ năng thi thể bạo liệt. Chú thích, kích nổ thi thể, gây sát thương 10% cho kẻ địch trong phạm vi 1 mét anh cũng mừng thầm khi sử dụng kỹ năng này nhận được kỹ năng mới quả thật là không lỗ vốn thi thể trong mắt tử linh pháp sư cũng có sinh mệnh tuy rằng kỹ năng này mới cấp một khá nhỏ yếu nhưng nếu tính cả thiên phú của anh vào sau khi được tăng cường lực sát thương có thể đạt tới 10 mét mà chỉ cần có thi thể bị kích nổ là có thể liên tục tạo sát thương cho kẻ địch xung quanh giống như hiệu ứng domino vậy quả là một kỹ năng tấn công quần thể mạnh mẽ bởi vì thiên phú của anh nên tất cả các kỹ năng đều trở nên một cách thần kỳ hơn y y cũng hỏi sao rồi, cậu học được kỹ năng mới không? Sau khi nhận được câu trả lời của Mạc Ngữ thì cô cũng cảm thấy giọng nói của anh lúc nói rõ ràng rất dễ nghe, mà tại sao lại không thích nói chuyện? Thật là đáng tiếc mà, Mạc Ngữ cũng cảm thấy dường như cô gái này không giống bất kỳ ai trong trường. Ở cô ấy có một điểm gì đó khá đặc biệt, với vẻ ngoài hồn nhiên, ngây thơ, xinh đẹp, tính cách và lời nói cũng rất khác biệt. Anh cũng khen cô rằng giọng của cô cũng rất dễ nghe. Y sau khi được khen cũng đỏ mặt mà cảm thán. Cảm ơn cậu, Tôi cũng biết giọng tôi cũng rất dễ nghe mà, vì để cảm ơn cậu vừa cứu tôi mà lại còn khen bổn tiểu thư nữa, tặng cậu thứ này đó." Cô mang ra một chiếc hộp đen, đặt vào tay anh, trong đó có một quyển trục được buộc bằng chiếc nơ đỏ, đó chính là quyển trục kỹ năng trung cấp, có thể thức tỉnh kỹ năng từ cấp 40 đến 70, nó có giá đến 100 vạn kim tệ trên sàn giao dịch, gấp 100 lần cuộn sơ cấp. Thứ này thật là quý giá, nhưng không phải cô ấy bị đuổi giết bởi cuộn kỹ năng trung cấp này hay sao? Sao bây giờ lại đưa nó cho mình? y lúc này cũng kể lại. Tôi phát hiện một bảo dương cơ duyên trong doanh trại của quân đoàn thú nhân Khải Môn ở thành phố Thiệu Hải. Cậu biết đấy, loại bảo dương này xuất hiện ngẫu nhiên, vừa lúc bị tôi phát hiện. Tôi cũng tiến đến và mở ra, thì thu được cuộn kỹ năng trung cấp này. Không ngờ lại bị đám bọn họ nhìn thấy, bọn chúng muốn cướp cuốn kỹ năng này từ tôi. Tuy nó không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng bổn tiểu thư vất vả lắm mới lấy được, sao có thể dễ dàng giao cho bọn chúng như vậy. Cho nên bọn chúng đuổi cùng giết tận tôi, tôi mới chạy trốn, chạy tận mấy ngày từ thành phố Thiệu Hải về đến thành phố Tây Hải, cậu nói xem bọn họ có phiền không chứ, y như bọn rùi bọn. Mặc Ngữ lúc này cũng ngồi xuống bên cạnh cô và nói, vừa nãy cô cũng suýt chết rồi đấy. Y Y cũng chỉ cười hiền từ và nói rằng, yên tâm đi, tôi không chết dễ dàng thấy được đâu. khi bản thân tôi bị đánh vào chỗ chí mạng thì tôi sẽ được tự động truyền tống đi chỗ khác, nhưng mà vẫn phải cảm ơn cậu. nếu không, dù không chết thì tôi cũng sẽ bị thương rất nặng. cậu phải biết rằng, bị thương là sẽ đau lòng đó tôi sợ nhất là sợ đau đó tôi cho cậu cuộn kỹ năng trung cấp rồi còn đồ ăn không vậy tôi sắp chết đói rồi đây này tôi muốn ăn khoai lang mặc ngữ lúc này cũng thấy được rằng do bản thân anh suy nghĩ quá nhiều rồi cô đại tiểu thư này quả thật trên người đầy bảo vật không thể nào chết dễ dàng như vậy được anh cũng nhanh chóng đưa cho cô một củ khoai vừa ăn vừa hỏi lâm ngốc a à, cậu tới nơi này thăng cấp hay sao xem tình hình cấp độ hiện tại của cậu hẳn là chưa gia nhập học phủ nào đúng không cậu định thi trường nào Học phủ Hạ Kinh Nghe đến đây, y, y cũng cho rằng học phủ Hạ Kinh cũng rất tốt. Với thực lực của cậu ấy, thi vào bất cứ trường học nào cũng không thành vấn đề. Nhưng trước giờ làm gì có ai cấp 10 mà dễ dàng đánh với chức nghiệp giả cấp 20 chứ? Hơn nữa, còn một lúc giết tận ba tên. Nếu cậu ta thi không đậu học phủ Hạ Kinh, thì chắc không có ai có thể thi vào đó mất. Y, y cũng nhắc nhở anh rằng, nếu cậu đi học phủ Hạ Kinh thì nhớ đến tháp thần hạ của bọn họ. Ở nơi đây, lần đầu tiên khiêu chiến sẽ được nhân đôi phần thưởng đó nếu cậu cố gắng mà xông lên số tầng càng cao thì càng tốt như vậy sẽ có được rất nhiều điểm tích lũy ở học phủ hạ kinh điểm tích lũy còn quý hơn cả vàng còn có nữa trong học phủ hạ kinh có học viện sáng thần nếu như có thể vào đó thì cậu nhất định phải vào đấy hai người cũng nói chuyện với nhau rất là lâu đến khi trăng cũng lên đỉnh đầu lúc này y, y cũng đã thấm mệt mặc ngữ cũng giúp cô choàng áo khoác để bớt lạnh anh tranh thủ lúc này thiền định lại để khôi phục tinh thần lực của mình sáng ngày hôm sau vừa mới mở mắt y y đã nói rằng lâm ngốc à tôi đói bụng rồi còn khoai lang ở chỗ cậu không trước sự nhõng nhẽo và vẻ mặt đáng yêu của cô thì mặc ngữ cũng không thể chối tử anh cũng đưa toàn bộ số khoai lang cho cô nhưng cô vẫn nói rằng không đủ hãy cho nữa đi cho nhiều một chút không được à đàn ông con trai thì phải hào phóng chứ đưa hết đây thật sự là hết sạch rồi thôi được rồi bổn tiểu thư đành phải tin cậu đó sau khi cầm số khoai lang Cô cũng chào tạm biệt anh và rời đi, hẹn anh sau này sẽ gặp lại. YY -y cũng khuyên anh mau đi nâng cấp, sau này có thể dẫn cô ấy cùng thăng cấp. Sau khi nhìn bóng lưng cô rời đi, anh lúc này nhìn vào đám sát của ba tim ba nãy. Cuối cùng thì cũng có thể thử nghiệm kỹ năng thi thể báo liệt được rồi.